Nhá, hôm nay em chia sẻ cho các bác một cái video rất là buồn cười. Ở cái đôi này bên này á, thì nó là một đôi zin đẻ ấp tốt em vừa nhặt trứng rồi. Đó. Thế nhưng mà ở bên này thì 2 4 5 6 con. Thì em ghi ở chuồng đây là mã số 39. Thì 6 cái con này nó dở cái là nó cứ nhảy loạn lên, thì em cũng chỉ thấy hình như là có 2 con nó gù. Còn lại thì nó có những con đẻ rồi, con chưa đẻ. Đấy. Nhưng mà chỉ có một cái điều là em nhặt trứng thì cho vào máy ấp nó vẫn có phôi. Đấy. Mà nó đẻ ra cái em nhặt trứng cho vào máy ấp phôi, nhưng mà coi như là em cũng không biết con nào bắt cặp với con nào cả. Đấy. Thì chuồng nhà em thì nó nắng đây, anh em là thấy là nó đang nắng này. Đấy. Em quay nó sơ sơ thôi nhá. Tại vì là 6 con này thì nó cũng là toàn zin em nuôi trưởng thành rồi. Đấy các bác. Có con thì đeo 2 vòng trắng, con đeo 1 vòng vàng, con đeo 1 vòng xanh. Một con đeo 1 vòng đỏ. 2 4 6. Theo em thì 6 con này á thì chắc chắn là được 2 con đực rồi. À, chắc chắn là được 2 con đực. Ít nhất là 2 con đực, cũng có thể là thêm một con đực nữa, nhưng mà em thấy 2 giọng gù mạnh đánh đuổi nhau đấy, 6 con đấy, được 2 con đực, chắc chắn là 2 con đực. Thế thì đây đó, các bác nhìn nhá, một con ở dưới này, mấy con ở trên đấy. Đấy, chim là em nhà em nuôi, đẻ ra em nuôi lại, bây giờ là nó cũng được, con thì được 2 năm, con thì được 5 rưỡi, con thì 2 vòng, con thì 1 vòng. Tóm lại là cái nguyên tắc của em là vì là nhà em là cái lồng này nó như kiểu cái lồng AV, nó rơi vào tầm 2 mét khối thì em cứ thả rỗng nó vào đây, thế thì con nào đẻ cứ đẻ, con nào phối cứ phối thôi, nó bắt cặp với nhau thì nhà em nó nhiều đấy. Thì ở đây thì em cứ gọi là hai bộ nhá, coi như là bộ thứ nhất là một đực 2 cái, bộ thứ hai là cũng là 1 đực 2 cái đấy. Anh em nào mà có vốn á thì ở đây thì em sẽ để cái clip này là 6 cả cái bu lồng này luôn, cả cái lồng này luôn, coi là solo, gọi là nó cũng không phải là xổ số, nghĩa là nó cũng được 2 con đực. Và chim thì đây các bác nhìn, các bác cảm nhận thấy là nó cũng rất là đẹp, chứ không phải là hàng vứt đi đâu, vì là nhà em nhiều, em đợt này em quyết tâm là cũng là lên video để chia lại cho anh em nuôi đỡ trong những cái tháng ngày mùa đông tới đây. Thì combo tất cả cái bu này để em gọi là 2 triệu, còn anh em nào bắt bắt nửa bu á thì là 1 triệu đấy. Này. Đấy. Còn phí ship là 100.000 các bác nhá. Ở đây thì anh em nào mạnh dạn thì bắt cả 6 con này thì em cam kết là sẽ ăn ra được ít nhất là hai đôi bố mẹ và một con đực hoặc một con cái, hoặc là 2 con cái đấy. Thì combo như thế thì các bác nào mà có 1 2 cái lồng nó hợp lý thì các bác về các bác sẵn khai thác luôn đấy, combo rất là thoải mái luôn. Thực tế là nhà em nuôi thì cứ thả rỗng này thì cái cho ăn thì nó cũng đơn giản thôi, cứ cho hóc vào lúa đấy, rồi nước thì vặn vòi nó xả, chim thì nó có nắng có mưa chim nó rất là đẹp, chim khỏe mạnh. Đây các bác nhìn, đây cho ăn thì 6 con này một ngày em chỉ cho ăn có tí, hôm nay là quá, vợ em cho ăn quá nhiều. Còn đây nước đây em vặn là nó xả thôi đấy. Đấy, đây, vợ chim đây. Thế thì đấy nha, 2 triệu combo tất cho anh em. Đấy. Anh em nào ít vốn thì bắt nửa đàn. Đó, số em thao là 0335305982. Rất là nhiều, rất là đẹp luôn.